Hôm nay tiếp tục lên cho cái nhà một con cào cào. Hàng cào cào thì hôm nay nó không có hàng hay cả nhà. Bữa nay tuyển về được một con Rigaton Violetta. Thì đây là một dòng cào cào, nó có cái đồng hồ ở trên cái bông tăng á. Và đây là cũng là một cái dòng xe cao cấp của nhà Rigaton. Thì đây là một con Violetta màu đen 27 inch hay cả nhà. Con này thì sử dụng đùm số trong 3 cấp số. Sườn là sườn nhôm. À, con này thì đi dây cu-ro nha cả nhà. Đó. Cái đồng hồ này thì mình không xác định được là do nó bị lỗi hay là như thế nào thì mình không biết ha. Và bán xe không kèm đồng hồ. Đồng hồ này là nó dính trên xe cho nên là về khách có thể là tháo ra và chúng ta kiểm tra. Nhưng mà mình nghĩ thường thì cái đồng hồ này về nó sẽ hư luôn. Nhưng mà cái đồng hồ này còn nha cả nhà, cho nên là về mình kiểm tra nếu còn sử dụng được thì chúng ta có thể là xem thời gian ở trên đây cũng rất là hay ha. Thì dòng Violetta này nó sẽ có đùm 3 số nè và một cái dòng cao cấp hơn đó chính là đùm 8 số. Thì trước đây hồi năm rồi á, năm rồi mình cũng có sở hữu được mấy xe 8 số á, và năm rồi là cái năm mà xe bãi giá cả của nó cũng rất là cao ha cả nhà. Hồi năm ngoái á, một con như thế là cũng có thể lên tới 11 12 triệu á, mà xe cũng rất là đẹp. Đây cũng là một con Violetta nguyên zin. Nhưng con này thì sử dụng đùm trong là 3 cấp số thôi nha cả nhà. Đây nè cả nhà thấy nè. Về câm nè, về niên nè. Thì con xe này nó rất là sáng nha cả nhà, nó sáng trưng luôn. Có thể là ở ngoài chúng ta sẽ thấy nó sẽ đẹp hơn ở trong hình đó. Đồ con này thì là sườn nhôm. Thì đồ còn lại là đồ inox hết hay cả nhà đó. Còn cái dè trắng bùn này là bằng mủ dẻo, màu của nó cũng là tiệp với lại màu sườn luôn, đó chính là màu đen. Cho nên nhìn tổng thể chiếc xe của chúng ta nó chỉ có hai màu thôi, một là cái màu nước sơn, hai là cái màu của kim loại ha, màu của inox, cho nên rất là đẹp. Con này thì size là 27 inch nha cả nhà, đi dây cu-ro nè. Đặc biệt cái dòng Violetta này nè thì chúng ta sẽ không có xài cái trắng bùn chùm, mà nó chỉ có cái trắng bùn nè, cái trắng sên thôi, cái trắng của nó xíu ở đây thôi đó. Và nó có cái hệ thống tăng sên tự động ở dưới đây luôn, khi mà chúng ta đạp thì cọng dây này nó sẽ thẳng lên ha cả nhà, cũng rất là hay. Vì cái bản chất của dây cu-ro thì nó là sạch sẽ, cho nên là cái sử dụng cái dây cu-ro này thì cái trắng bùn nó sẽ cũng không có phải là một cái vấn đề quan trọng đâu, nó chỉ là mang tính chất là trang trí thôi. Và dây cu-ro này á, thì chúng ta khi mà sử dụng và mua con xe này thì mình có thể lên trên sàn thương mại điện tử của Việt Nam mình á, mình đặt những cái chai dưỡng dây cu-ro ha, thì nó tầm 70-80 nghìn gì thôi, mình để dành mình sử dụng ha cả nhà. Xe này thì nói chung ra thì dây cu-ro thì nó không có cần phải tha nhớt nha, và chúng ta cũng không được tha nhớt vào đây. Nó chỉ có một cái loại dung dịch là để sử dụng riêng cho dây cu-ro, còn chúng ta tha nhớt vào có thể là nó sẽ giảm cái tuổi thọ của cái dây cu-ro ha. Thì cái dĩa của nó là bằng nhôm luôn ha cả nhà, giò dĩa thì cũng là giò dĩa nhôm luôn. Màu xe là màu đen bóng. Đây, Shimano Nexus 3 số để mình test cái tiếng đùm cho cả nhà cùng nghe ha. Đùm rất là chuẩn ha. Dòng xe cào cào là dòng xe cực kỳ phổ thông và dễ đi nhất trong tất cả các dòng xe. Tại vì cái dáng của nó chúng ta sẽ không có chòm quá. Và đặc biệt cái cốt yên này nè, khi mà mình mua một chiếc xe này thì về chúng ta gia đình có bao nhiêu thành viên thì hầu như thành viên nào trong gia đình của chúng ta cũng có thể đi được. Đó là một cái ưu điểm rất là hay. Có thể chúng ta mua con xe thể thao về thì có người sẽ đi được và có người sẽ không đi được. Còn riêng con xe này từ người lớn cho đến trẻ em, cho tới trung niên, cho tới thanh niên thì nói chung là ai cũng đi được hết. Chỉ cần thoát lên xe được là đi được. Thì cái yên này, đó, cái giống yên này thì nó cũng tầm khoảng 40 mấy thôi. Còn cái chiều cao yên thì chúng ta sẽ tùy chỉnh theo cái chiều cao của chúng ta hết cả nhà. Đó, con này thì nó hai cái sườn đôi và cái sườn giữa của nó nè, cái cây trên nó thì nó sẽ có một cây thanh bắc ngang. Thì đây là cái thiết kế
riêng cho cái dòng Villetta này ha cả nhà, và chúng ta sẽ không có thể nào bắt gặp được ở trên những con Rigaton Anbet chẳng hạn ha. Đây logo Rigaton ở đây. Con này thì nó sẽ sử dụng cái chuông âm ở trong luôn. Giá con xe này là 5 triệu nha cả nhà. 5 triệu cộng phí vận chuyển. Khách nào mà có chơi thì xem video và alo cho mình. Về cái phần sườn, về cái phần rổ xe thì con này là rổ inox. Đùm trước là đùm nhôm rất là sáng đẹp. Đùm năng lượng luôn nha cả nhà. Cái đèn Nexus ở bên đây. Đùm năng lượng, đèn Nexus, cam inox, niền inox. Con này là nguyên zin. Con này là nguyên zin luôn ha cả nhà. Đó. Đây. Tem Nhật bãi này kia là đầy đủ hết. Rồi, nói chung là một con xe cũng khá là đẹp ha. Giá thì 5 triệu, mình có báo giá chi tiết. Rồi, khách nào chơi thì alo cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xe đạp Nhật bãi xin chào hẹn em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.